はい。じゃあ今日ちょっと教えたいものあるんですね。はい。教える。hôm nay mình và cô Thành sẽ dạy các bạn một từ, đó là từ liên quan đến đại từ nhân xưng. Ngày xưa chúng ta học một từ đó là từ Uchi. Uchi có nghĩa là gì nhỉ? Trong Việt Nam. Nhà. Nhà đúng không? Uchi. Tuy nhiên, Uchi còn có nghĩa là gì? Ngoài ra thì Uchi ngày hôm nay bọn mình dạy còn có nghĩa là nói về Watashi. Chỉ những cái về tôi và... Tôi ですね.今ライブやってますよ。ライブ？はい、ライブですよ。ちょっと面白いことしなきゃ言えていけないだろ、うん、ライブやってます。ああ、何書いてんの？みんな、はい、いいね、パク先生はイケメンですねって書いてる。俺先輩か。え、またそんなことねえよ。そんなありますよ。嘘だよそんな。はい、めっちゃ今顔が今度これでもありえないっていう。これでもイケメンなのバカやろ。そんなことねえよ。うん、わない。Mình và Vũ Thanh thì đang nói đến từ Uchi. Uchi mang một nghĩa khác, đó là tôi, Watashi. Ví dụ mà khi mà nghe mà người Nhật á, Uchi no kodomo, con nhà tôi đúng không? Hay là Uchi no danna-san, danna, ông chồng nhà tôi, ông xã nhà tôi. Uchi wa nihongo ga daikirai desu ne. Tức là tôi rất ghét tiếng Nhật, đúng không? Uchi no kaisha. Từ từ đã. うちが可愛いでしょ。あ、うちはイケメンでしょ。うちの T シャツはどうですか、先生。最低。うちですね。うち。最高。はい。最高の T シャツ。どんな感じでもピンクの色はない。うち。はい。các bạn hiểu rõ chưa? Ngoài ra, うち còn có một nghĩa khác, đó là gì nhỉ?Chúng tôi là chúng ta ですね, tùy vào hoàn cảnh mà chúng ta có thể dịch được. Tức là chỉ về những nhóm người thuộc nhóm về, người. Về mình đúng không? Ví dụ như vừa nãy mình nói là Uchi no kaisha. Uchi no kaisha wa sugoi desho sensei. Hai. Uchi no kaisha wa sugoi desho. Công ty là chúng tôi đúng không? Hay là Uchi no gakko. Uchi no gakko. Uchi no gakko. Sensei. Oh, live してる live. Hai. あと Uchi no gakko wa うちの学校は綺麗な先生がいます。うちの会社はダメ。ちょっと化粧してきますね。OK。うちのスタッフ、うちのスタッフですね。うちのグループは、ね、みんないつも盛り上がるんですね。はい。なんか先生も似てるんですけど。はい、めちゃめちゃ飛ばしてるよ。すごい飛ばしてる。超いいね。OK。はい。OK。本当か。再来てはもう từ bạn nào mà nói chuyện với người Nhật nhiều rồi sẽ thấy từ mực cô. Mực cô. Từ mực cô này thì ngoài cái nghĩa là chỉ về địa điểm như là ở đằng phía đằng trước kia. Đằng kia. Đằng kia. Phía bên kia là mực cô. Mày nào ôm mày, còn mư cô ですね, mư cô. Mư cô có nghĩa là phía bên kia. Tuy nhiên cũng có nghĩa là gì nhỉ? Bạn, đúng không? Mư cô là. Tức là khi mà giao tiếp, ví dụ như là mình đang nói chuyện với thầy Dũng, chào thầy Dũng là người Việt Nam, mình là người Nhật đi nhá. Nihon no fuyu wa samui desu ka? Mư cô wa dou desu ka? Toka, ne. Mư cô thì trong trường hợp này sẽ nghĩa là bên kia. Đằng ấy. Đằng ấy. Mình dịch là đằng ấy. Mình dịch là đằng ấy. Nè, câu vừa nãy mình còn nói là gì nhỉ? Ở Nhật Bản mùa đông rất là lạnh, thế còn ở đằng nước cậu á, đằng cậu thì sẽ như thế nào? Tức là ở bên Việt Nam đúng không? Hay là mình sang Nhật nhỉ? Mình sang Nhật gặp một ông người Nhật đúng không? Ông hỏi là gì? Mukou de donogurai nihongo o benkyou shimashita ka? Có nghĩa gì? Ở phía bên kia mày học tiếng Nhật được bao lâu? Đúng không? Hay là ví dụ như là thì bên kia là Việt Nam rồi. Hay là gì nhỉ? Watashi wa saikin mata genki ni yatte imasu ka? Mukou wa dou desu ka? Dạo này thì tớ vẫn còn khỏe, thì còn đằng ấy chỗ cậu như thế nào rồi, đúng không? Ok. Hay. Cô Thanh chỉ cách học kanji kìa. Kanji cô phải làm thế nào? Ví dụ, cô dạy một từ kanji này nè. Kanji á? Kanji. Ví dụ từ say rượu. Từ say rượu đúng không? Từ say rượu, mọi người biết từ osake đúng không? Nhá, biết từ osake thì đằng trước nó có bộ thủy nhá. Là trước bộ thủy bây giờ mình xóa bỏ cái bộ thủy của nó đi. Thế xong rồi còn một cái bình rượu đúng không? Giống bình rượu. Còn một cái bình rượu và sau đó thế thì ở đằng sau cái bình rượu đấy mọi người sẽ viết số 9 và số 10. Số 10 tức lên. Là gì nhỉ? Ý cô muốn nói là gì nhỉ?
Còn đứng trước có bộ thủy đúng không? Tức là nước đúng không? Nước tức là rượu đúng không? Mình uống hết rượu rồi xong bắt đầu mình say đúng không? Say thế xong rồi nhìn thấy số 9 với số 10 hóa cả mắt nhìn số 9 số 10 lẫn lộn đúng không? Thế là thành từ say rượu. Say rượu. Say rượu. Yoppara, yoimasu ね, yoimasu. Nhưng mà chữ harau nữa đúng không? Harau tức là yopparaimasu ね. Say rượu rồi nên là không trả tiền. Yopparaimasu. Thì kanji có rất nhiều cách học đúng không? So, yopparaimasu ね. Say rượu. Hey, yopparaimasu. Takusan osake nonde yopparachatta. Osake nomenai chan. Các bạn có hiểu không? Hai. Ok. Mo. Owatta. Ok. Jikan desu ne. Hết giờ rồi. Đến giờ đi ngủ rồi, đến giờ đi ăn. Đói quá vẫn chưa ăn gì. Mada, senzei, mada nani mo tabete nai n desu yo. Nani wo tabetan desu ka? Yakiniku tabete kimashita yo. Yakiniku. 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 Minna wakaru kara yakiniku. Yakiniku wa. Yakiniku. Sensei, sensei, chotto kakko yokonatta desho kore. Kami, kami. Kami itte ne. Mecha togatteru, togaru. Togaru. Togaru, seno. Togaru, togatteru. Togatteru desho, togatteru. 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 Atto, sensei wa sugoi ano 好きな女の子が見えると、可愛い女の子が見えると、髪がパッと立つよ、こういうふうに。それは、漫画に出る。髪がパッと立つよ、髪が。髪が、可愛い子見たらね、パッと立つよ。こうね。残念。尖ってるね、尖ってる。なんか、話したいことあるんですか？話したいことは、はい。みんな、おやすみ！先生方に会いたいんだって。来いよ、こっち、はい、めっちゃ面白いからよ、こっち。日本語の耳聞いてくださいよ。さっき、酔っ払いっていう感じを教えてくれました。酔っ払い、酔っ払い。酔、うん、お酒を飲んで、キュッと呪文わかんないってこと？そうですね。最高。酔っ払う。酔っ払う、そうだね。後で感じ。後で。はい、はい、はい。おやすみ！おやすみ！おやすみ！バイバイ、皆さん。バイバイ、またね。バイバイ。バイバイ。